Đây có bò 10 kg mà. Giống lên đuôi dữ à. Giống sao sai sai rồi. Tạt ngang nó buông lưỡi á. Cá ăn sai mà cũng vui cười. Cá ăn sai khoái. Phải bò vậy á. Bò mà đi mà đó bác rồi mà đi. Ờ, để mất cái mani nữa. Trời ơi nó quét. Gì quá mani luôn hả? Dụ. Cái dạng anh không gài á. Đuôi, đuôi nè. Gãi cái đuôi nè. Ôi. Ôi gì vậy luôn. Ơi. Dính, dính. Con này nó không, con này là nó ăn đó. Ờ. Ôi cái mani á. À. Bò trắng. Bụng tiệp. Ba con rồi anh Kỳ ơi. Muốn bò bắt bò không? Ra rồi. Em uống gì hay với thầy mới xuống cần xíu ăn rồi. Hay thiệt chứ. Nó bựng ra tiếng.
ăn quýnh về bận dữ à. Rồi, 6,2 thầy ơi. Mưa sắp trời sắp mưa rồi thầy ơi. À. Rồi. Khỏe rồi. Em qua xe trước nha. Chụp cái nổ ơn. Có cái bọng đó nha. Bò. Lên. Mở. Ồ, bấm màu kịp chưa? Để bề dễ thương quá. Cái này. Thấm rồi, thấm rồi, thấm rồi. Bảy cái hai, bảy cái ba. Qua đoạn khúc. Sang trả lời lúp xúp.
Rồi 5 kg anh. Bò. Nhận chai dầu anh ơi. Ừ, chai dầu. Tháo đi em. Bảo trai này nè. Bữa nay là chính thức. Ai cũng có ít nhất hai con. Từ từ không được á, cho nó thôi im. Muốn gỡ lử con này hết gỡ được rồi, làm đá gỡ gì nữa. Rồi bung bung cờ lại đi, đấm nó ấy vô xiết cho làm đá rồi. Này cũng có cá hết rồi nha em. Đây còn con cọp nữa nè. Tầm 5-6 kg, 6 kg á, 6 kg hơn á. Thấy chưa? 6 kg 3. Nhìn cá chữ không? Ừ.
Ok. Tính ra anh Nghiêu đâu cần đi làm gì, vẫn có lương hàng ngày đều đều ta. À, thiệt. Tháng vẫn có 13 vít. Ghê thiệt. Ủa hôm qua 470 tháng 13 vít đúng không ta? À thiệt, bởi vì cuộc đời sung sướng. Thì đó mình chia trung bình thôi. Anh Nghiêu cuối tuần đi mua xe hả anh Nghiêu? Trang bún. Lúp xúp rồi, bên kia mới lên con. Tay con nè. À thiệt, hãy thiệt chứ. Anh Hùng đã làm được. Đây con bên kia mới lên con. Còn con dây chắc thiệt chứ. À, hồi qua thối tiền đều trầm trầm, không có ai mà không thối tiền. Có thằng gốc xe này có thối không? Thối trăm mấy. Thối luôn hả? Ờ. Sai mà nó luôn. Thấy trăm mấy, anh Nghiêu hôm qua thối 400 mấy. Bốn cái chim không muốn lại. Chim không đã lời rồi, chim lớn không. Quy chính, 5 ký. 5 ký. Qua hồ banh xét toàn tập, bữa nay cá ăn sớm luôn rồi nè. Bò. Nhận chai dầu anh ơi. Ừ, chai dầu. Tháo đi em. Bảo ra vậy nè. Bữa nay là chính thức. Ai cũng có ít nhất hai con. Con
quay đó như nào. 91 bốn.